ông, trong lúc các ông được đẻ ra có đúng là các ông cũng phải đi qua cái giai đoạn hình thành cơ thể không? Có đúng không? Đó là sự thật chứ gì nữa. Rồi bây giờ tôi kể lại cho ông câu chuyện như thế này. Bây giờ nhá, tôi phân tích lại cho ông nghe. Bây giờ tôi kể lại câu chuyện bây giờ như này trong tất cả Sumer, các ông hãy so sánh. Tôi nói rồi, tài năng bây giờ. Bây giờ các ông nghĩ coi, là người đàn ông thì khi mà bạn bè mình thành công, mình cũng sự suy nghĩ đúng không? Thế thì đấy, tôi dừng xe ở đây đấy nhá. Không dừng xe, tôi về đây hoàn toàn. Chống, đấy, đi đấy. Thế thì bây giờ tôi mới nghĩ sang mọi người. Đấy, bú phêm tí. Cái đoạn này là đoạn bú phêm này. Thì bây giờ nếu như mà nói về số view, thì đúng là mình không thể nào mà so sánh được với lại kho này, và toàn nhà này nhỉ. Không thể nào so sánh được, tôi nói không là không có cách gì so sánh được với lại ví dụ như là độ VC hay là dùng CT, hoàng virus, tiền zombie, cả những thằng trẻ như thế đi. Hay là đôi khi cả đến cả tích hay là cái gì nhỉ, thằng creep hay là gì đấy, các bạn hình dung không? Cái câu chuyện nó khác lắm. View là chắc chắn rồi. Về subscriber thì không thể bằng được thằng creep devil hay là không hiểu ý tôi không? Đấy. Bây giờ sắp sủng nó cũng không bằng. Sợ bắn nhau ở đâu nghe vậy, tai hết kiểu quen đấy. Thế thì bây giờ mình đấy, bây giờ mình thằng bỏ mẹ nó bắn mình nhỉ. Thế bây giờ so về gọi là hình ảnh, chắc chắn tôi là một trẻ trâu đúng không? Tôi từ trước đây hình ảnh của tôi trong cộng đồng của thằng trẻ trâu chửi lộn đúng không, thánh chửi đấy. Mẹ nó lại bắn tôi nhỉ, bắn đường phố kiểu Iraq này, khó biết được nhà nào là có người, nhà nào không ở tôi. Tôi đâm thẳng ra ngoài. Tôi đâm, tôi bị đâm, tôi bị đâm, tôi bị đâm. Ôi, dừng lại, dừng lại. Ôi, I'm hit. Anybody here? Anybody here? I'm hit, it hurt somehow. Đấy, thế bây giờ so sánh không thể nào. Bây giờ các bạn nghĩ dập độ PC thì người đàn ông của gia đình rồi virus là kiểu sang trải, kiểu dạng như là con người sẽ luôn luôn điềm tĩnh các thứ các kiểu. Có hình ơi, rồi hình dung không? Dùng CT thì là hình ảnh giống mặt lúc nào cũng cool. Thế rồi thì thời gian thì mình không thể nào mà so sánh được với những cái streamer trẻ tuổi như là các bạn trẻ như tiền Zappy hay là Depso hay là TikTok Rip gì đấy chẳng hạn. Thế bây giờ ta lại so sánh cái gì ạ? Ta sẽ so sánh là kiếm tiền. Chắc chắn các bạn nhìn thấy thôi, fame nhớ, hay là người nổi tiếng hay gì đấy nó phải đổi ra. Nếu quảng cáo kiểu thì bây giờ không thể nào so sánh được với độ. Bây giờ độ đi Đức, đi đấu, độ nhập tin cũng giống như là QTV cách đây khoảng 8 năm hay 7 năm thì mình không biết xác hiểu không? Khi mà fame của tôi đang là to nhất các thứ thì đương nhiên cái chuyện đấy rồi. Virus thì có công ty thực phẩm bán về gọi là hàng ăn, đồ uống rồi kinh doanh bất động sản. Thì tất cả cái đấy mình tôn trọng bạn bè mình. So về gọi là sự ổn định thì các bạn nhìn xem, Dũng CT ổn định rồi. Virus cũng có bóng hồng đang vai rồi. Em gái nuôi rất nhiều, độ VC thì khỏi nói. À, xe me thì nó lại là giàu quá rồi. Xe me nó là từ giàu từ trong trứng nước rồi, các ông hiểu không? Nó lại là nói chuyện dễ này. Gái bu nhiều, sặc tích lích bô every fucking day, mai các thứ các kiểu, các kiểu, có hình đúng không? Đấy, thế thì có thể nào đâu. Đấy, thì nói chung là tất cả đều. Thế bây giờ tôi, thì tôi có cái gì hơn chúng nó? Bây giờ, thế công nhìn nhá, tiền, fame, rồi sự ổn định, có bóng hồng, có gái vũ đấy, tất cả các ông, tức ông nhìn nó thực tế đúng không? Tôi không nói phét câu nào đúng không? Rõ là tôi không thể nói phét câu nào. Thế thì bây giờ tôi hỏi, tôi nói với các ông, vậy thì tôi có cái gì? Đúng không? Tôi có cái gì? Tôi có cái gì để mà tự tin rằng trong những người bạn của mình thì mình không quá thụt lùi? Bởi vì chơi với nhau thì nó cũng phải có cái
sự gọi là cố gắng cùng nhau, các ông hình dung không? Thế thì tôi có cái gì đấy, thế là lúc hàng ngày hàng đêm tôi mới lại suy nghĩ, tôi mới lại nhớ lại tất cả những cái kỷ niệm, tất cả những cái trải nghiệm mà tôi có từ trước đến nay trong cuộc sống này là nó đến từ đâu, phải không ạ? Đấy, thế thì nó đến từ đâu, nó đến từ đâu, và tôi có thật sự có cái đoạn này mẹ bảo trận sáu mình nói mà đáng trong cái trận. Chắc chỉ còn chấm máu thôi, thề mẹ luôn. Nó hiểu sao quá, bị giật chuột quá. Đi con mẹ, lỗi mình quả đấy rồi, cay rái thế. Thế thì bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi có một thứ. Tôi mới nhớ lại cái hồi mà lúc mà tôi chưa được đẻ ra. Ở câu hình dung tôi chưa được đẻ ra thì có một cái giấc mơ. Mà mấy ngày hôm nay tôi mơ tôi mới nhận thấy là mình rất là hạnh phúc. Là mỗi một con người khi mà sinh ra, câu hình dung đâu, là cái người tạo ra con người này, không biết là gọi là mỗi một tôn giáo sẽ gọi một cái đạo, hay một tôn giáo sẽ gọi khác nhau, nhưng mà chúa hay là ông trời hay là gì đấy chẳng hạn, đúng không, thì người ta sẽ đều thêm một chút mắm chút muối, hay là thêm này thêm cái kia, bớt này bớt cái kia để tạo một người khác nhau, chứ không nó sẽ thành gọi là giống nhau hết, nó nhạt. Thế thì đến cái lúc mà có hình dung là đến cái lúc mà gần đến tôi ấy, thì cái ngày hôm đấy cái bà đấy cái ông đấy bị người ta bị nhức đầu, bởi vì là cứ phải thêm bớt cái này cái này cái kia nhiều quá. Thế là họ mới nghĩ rằng là có lẽ là mình làm việc quá lâu rồi, bởi vì câu hình dung phải làm việc hàng nghìn năm, hàng triệu năm liên tục. Thì hôm nay tôi bị nhức đầu, tôi sẽ để cho trợ lý của tôi làm. Nhưng mà họ cũng suy nghĩ nhiều lắm, câu hình dung đâu phải tự dưng để cho trợ lý làm mà trợ lý làm, bởi vì là chỉ cần không làm tử tế thôi, có thể là có nhiều cái sự việc sẽ xảy ra với lại con người đó. Chứ ví dụ thêm cái này nhiều quá, bớt cái này nhiều quá, ví dụ có rất là nhiều tranh cãi của những con người đã được sinh ra trước đây, như là các ông biết là ví dụ tôi nói đơn giản hay là như là Hitler chẳng hạn, đúng không, cũng có nhiều người bảo là Hitler là thế này thế kia, cũng có nhiều người tôn thờ, thì tôi không biết được, bản thân tôi không dám phán xét bởi vì tôi không đủ cái trình độ về lịch sử lẫn cả khoa học lẫn cả thì tôi thấy được rất là nhiều cái sự phán xét đấy, và người ta cũng có một cái rất là đặc biệt. Thế thì thằng này có thể búng dù xa tôi. Thế thì cái lúc đấy ấy, thì bà ấy suy nghĩ bà ấy bị đau đầu quá, ông bị đau đầu quá. Tôi không biết được gọi là ông hay bà, bởi vì thần thánh mà cũng là cái tầm rất là cao, người ta không có dùng cái từ ông bà. Thế thì đến cái lúc đấy người ta rất là suy nghĩ, người ta nhìn sang cái trợ lý, bởi vì có hàng nghìn trợ lý, hiểu không? Tư vấn là tại thời điểm này thì nên nhìn cho nhiều tốt bụng ở cái vùng đất như Việt Nam mình, thì là hiền lành nhẹ nhàng, hiểu không? Yêu nước nồng nàn, nhưng mà đôi khi thì là tăng cái tính máu chó lên một tí để cho nó trẻ trâu hay như nào thì tôi không biết được, không? Ý tôi là mỗi một vùng sẽ có đặc trưng riêng, người ta gọi là gì ạ? Văn hóa. Đấy, thấy không? Sau đó là cái gì? Gọi là người ta gọi là hành vi ứng xử. Đấy, hay là thể trạng. Ông sao ông gặp bọn Pháp thì chim bọn đấy không bao giờ bé được. Mà bọn Pháp mà chim bé thì nó cũng cỡ phải là bằng Việt Nam mình gọi là gồng thấy mẹ luôn. Đấy, thì người ta gọi là cái gì ạ? Thể trạng. Đấy, từ ngữ khoa học bây giờ nó mới có, chứ ngày xưa làm gì có. Câu đó có đúng không? Câu lại bảo tôi chẹp, có đúng không ạ? Đấy. Thế thì khi mà những người trợ lý đấy, có hàng trăm người trợ lý như vậy để làm, thế thì họ mới nhìn sang, họ mới suy nghĩ, bây giờ mình mà nghỉ thì liệu bọn này nó có làm việc được không? Đấy, thế thì đúng lúc đấy có một người trợ lý, phải không? Mặc dù là sếp mình đang căng thẳng chọn người để có thể hỗ trợ mình như thế, thế nhưng mà bạn ấy vẫn rất tập trung vào công việc, không quan tâm đến việc mình có được chọn hay không, phải không? Và tôi lại nằm ở trên cái line của bạn đấy. Hình không, cái line là cái gọi là dây chuyền đấy, tôi gọi là cái dây chuyền sản xuất đấy, cái dây chuyền mà để làm ra con người đây này. Thế thì thấy một cái người làm việc chăm chỉ cần mẫn lại nhẹ nhàng như thế, thế thì ngay lập tức sếp bảo ok, đúng không, trông có vẻ ổn, vậy thì tôi sắp xếp cho bạn này sẽ là người tiếp quản, hiểu không, gọi là tạm thời gọi là chịu trách nhiệm trong lúc tôi nghỉ ngơi. Thì bạn này mặt bạn ấy vẫn đanh thép lắm, bạn ấy là người mà kiểu chính trực thẳng thắn và rất là chuyên tâm vào công việc. Bạn bảo được, không vấn đề gì, mặt vẫn nhìn vào dây chuyền,
thì cái lúc đấy là cái ông hình dung không, cái từ ngữ bây giờ là phôi thai ấy, hay là cái linh hồn hay là cái gì đấy của tôi nó chuẩn bị đến rồi, nó chuẩn bị đến nơi rồi. Thì cái giây phút mà gọi là bà này bái gọi là chuyển giao quyền lực đấy, bái ấn tay xuống cái này là đúng lúc mà gọi là cái quyền lực nó chuyển tay thằng ấy, thì bái nghỉ ngơi đúng không, thì là đến lượt tôi. Đến lượt tôi thì bởi vì vẻ mặt thì nó tỏ ra không có gì thôi, thế nhưng mà trong lòng thì rất là khấp khởi, mừng rỡ bởi vì đâu phải ai được cái quyền lực đấy, nhưng mà tỏ ra vẻ kiểu không có gì xảy ra, hiểu không? Thế thì bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu dành thời gian suy nghĩ. Bây giờ mình là sếp mà mấy thằng kia vẫn chỉ là trợ lý thôi, mình bây giờ là sếp phó rồi mà. Khi mà suy nghĩ nhiều như thế, hiểu không, bắt đầu là mới nhìn vào cái linh hồn, cái phôi thai của tôi, thì bắt đầu mới suy nghĩ. Từ trước đến nay cái công thức chuẩn thì ai cũng có, hiểu không, để mà làm cái nghề đấy phải có công thức chuẩn, có nghĩa là chỉ được thêm một tí cái này, bớt một tí cái kia, nhưng lại chưa ai nhìn được. Có 24 này, chưa ai nhìn được là gì ạ, là thật sự thì một con người của công thức chuẩn về một cái khía cạnh gì đấy nó như thế nào. Để mà ra một công thức chuẩn hoàn toàn thì không được, bởi vì làm thế ngay lập tức là còi hú báo động ngay, các ông hình dung không, không thể cho người công thức chuẩn được, nó phải có sự tranh cãi, nó phải có chiến tranh, nó phải có sự phát triển. Thế thì cái lúc đấy mới suy nghĩ bản thân mình bây giờ đang thiếu cái gì. Nó tự nhìn vào gương nó mới thấy rằng là gì, người thông minh cũng nhiều rồi, người đầy đủ cũng nhiều rồi, người giàu có cũng nhiều rồi, nhiều ạ, quá nhiều luôn, có đúng không? Thế nhưng từ trước cái này mình lại chưa bao giờ được nhìn thấy một người, có bao lâu rồi, chưa bao giờ được nhìn thấy một người thật sự đẹp trai thì nó như thế nào cả. Đấy, nó suy nghĩ đúng không? Thế thì nó chấp nhận là kéo những cái khác chỉ số của tôi xuống, tôi chỉ có được 100 chỉ số thôi. Kéo chỉ số gọi là giàu có xuống một tí, kéo chỉ số là ông bà già có sẵn một tí, kéo chỉ số là không có gái gú theo xuống một tí, rồi lại kéo một tí xuống của gọi là không thông minh một tí, đấy, kéo một tí xuống của không đào hoa một tí, kéo một tí, kéo rất là nhiều chỉ số, các ông hiểu không? Kéo nhiều lắm, lúc đấy là phải suy nghĩ rất nhiều để mà kéo tất cả xuống để dành sao tất cả mọi thứ còn lại là đủ. Kéo rất nhiều, các ông ạ, nó kéo gần như là kéo tụt tất cả các bảng điểm khác xuống chỉ để có một điều thôi, đấy là gì? Tăng cái sự đẹp trai lên cái mức độ 100%. Đấy, nó tăng tất cả gọi là cái gì liên quan đến đẹp trai, mắt, mũi, mồm, miệng. Đấy, nó tăng tất cả mọi thứ luôn mà. Nó gọi là tỷ lệ tay, chân, chim, cò, mông, đít, rồi tóc, tai, hất sang phía nào, sợ để hất sang bên trái hay bên phải, tất cả thứ luôn. Thế, đấy, đấy. Không phải là thế giới thiếu đẹp trai, ví dụ như là bọn Pháp hay là bọn Hàn Quốc đi, bọn đấy thì được tặng chỉ số đẹp trai, hiểu không? Đẹp trai, chim to các kiểu, nhưng mà lại thằng này hack à? Ôi thằng này hack rồi, thằng này hack chắc mẹ luôn, thằng này hack chắc mẹ luôn. Cơ hình dung rộng là ở Hàn Quốc này nó tăng cái chỉ số đẹp trai thì nó sẽ giảm những cái chỉ số như là trung thủy hay là giảm những chỉ số nhẹ nhàng xuống, mà nó sẽ hát co hơn, nó sẽ huỳnh huỳnh, nó sẽ các thứ, các ông hình dung không? Thế thì đến một cái hôm đấy, không, đến cái lúc đấy không phải cái hôm, nó kéo hết chỉ số đẹp trai lên cái, thế thì nó bắt đầu sếp của nó mới nghỉ, gửi hơi xong rồi đấy, thế thì nó phải ấn enter ngay, các ông hình dung không? Có nghĩa là nó hoàn thành ngay, nó không kịp chỉnh nữa. Thế thì tôi chỉ đẹp trai đến mức này thôi, nó vẫn còn hơn một tí gọi là này kia, nhưng mà đấy tôi cũng chia sẻ với các ông là thật ra thì đấy tôi cũng hơn anh em được cái đấy thì. Vui hạnh phúc, hôm vừa rồi tôi mơ tôi mới gặp lại, tại sao 5 mét đéo được nhỉ?